Chào bác, lô này chào bác, lô này em về được 3 cặp dòng Canvas dòng 880 Clara. Nó này sở hữu bát 27 màng carbon, trung đôm tép đôm. Con này phục vụ các bác nào không gian nó vừa phải trên dưới 30 m. Rất là hợp lý, kê cái gọn mà tiếng vẫn tốt. Dòng này nó có hai tinh chỉnh. Đây em test một cặp, về được 3 cặp. Hôm nay mùng 7 5 năm 2018, hôm nay hình như là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ hay sao, nhớ không nhầm rồi đấy. Đây, có 3 cặp về, 3 cặp lô. Bác nào đến trước thì quất được đôi đẹp. Nhưng cái cặp này bây giờ giá thì cũng rất là hợp lý thôi, chưa đến 10 triệu đâu, cho nên là anh em chơi nó rất là bình dân. Dưới 10 triệu, cặp loa các bác hát hò nghe nhạc thì cũng rất là ok, nó nguyên bụi bặm. Bác về chịu khó vệ sinh lau chùi thì sẽ đẹp. Dòng này tiếng rất là tốt. Trong cái tầm giá dưới 10 triệu thì những cái dòng Kenwood, dòng 880 Class A và 990 Class A cho âm thanh rất là tốt. Để mở to để các bác có thể nghe. Tao các bác chọn. Hai đôi Clara và một đôi là 880D. Giá thì nó xem nhau thôi. Và cấu hình của nó thì như nhau, đều bát 27 màng carbon. Các bác nhìn màng carbon không có gì khác biệt, cơ bản như nhau. Những cái dòng này thì nó kiểu như những cái dòng Unkyo 66 RX, các bác nào đã chơi rồi thì biết Unkyo 66 RX. Ví dụ như con này là 150W. D thì thùng là bom B, còn bác nào không thích bom B thì là dùng Class A là thùng vuông. Cũng là 150W. Thông số không có gì khác cả. Về một lúc luôn 3 cặp. Cùng với cả Yamaha Monitor 1000, Unkyo 77X, Unkyo 77, Diatoon 77 EVX, rồi Unkyo Scepter 1001, Diatoon 1000. Các bạn có nhu cầu thì alo cho em theo số máy 098 369 8887. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.